hé lộ nguồn tiền khủng bà Trương Mỹ Lan chuyển cho các đại gia trong nước. Ngày 1 tháng 10, tại phiên tòa xét xử, bà Trương Mỹ Lan đã cam kết sử dụng tất cả tài sản của mình để khắc phục hậu quả liên quan đến vụ án tài chính lớn mà bà đang đối mặt. Theo lời khai tại tòa, bà Lan đồng ý bán nhiều tài sản để hoàn trả các khoản nợ phát sinh từ vụ án này, bao gồm các dự án lớn và cổ phần trong nhiều doanh nghiệp. Một trong những tài sản nổi bật mà bà Lan đồng ý bán là khách sạn DU liên quan đến gói trái phiếu Bông Sen. Số tiền thu được từ việc bán khách sạn này sẽ được dùng để bù đắp các thiệt hại từ gói trái phiếu, và nếu còn dư, bà Lan sẽ tiếp tục dùng để khắc phục hậu quả vụ án. Tiếp theo, bà Lan cũng đề cập đến 18% cổ phần của Secha tại VBB, liên doanh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank, Bonday, Bến Thành. Bà đồng ý với đề xuất của Vietcombank và đề nghị được tiếp tục thực hiện thỏa thuận bán cổ phần này với giá thị trường. Liên quan đến khu đô thị Việt Phát ở Long An, dự án được định giá khoảng 30.000 tỷ đồng. Bà Lan đã thỏa thuận bán cổ phần trong dự án này cho Novaland với giá 2.000 tỷ đồng. Đổi lại, Novaland sẽ thanh toán gốc và lãi của hai lô trái phiếu có tổng giá trị là 18.000 tỷ đồng. Sau khi bà Lan bị bắt, Novaland đã thương lượng giảm dư nợ từ 10.000 tỷ về còn 3.500 tỷ đồng. Trong phiên tòa này, bà Lan đồng ý nhận 2.500 tỷ đồng từ Novaland để khắc phục hậu quả, thay vì số tiền lớn ban đầu. Không chỉ dừng lại ở đó, bà Trương Mỹ Lan còn đề cập đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trái phiếu của Sunny World. Bà Lan cho biết SHB đã mua gói trái phiếu này, bán ra thị trường và sử dụng số tiền từ việc phát hành trái phiếu. Do đó, bà đề nghị hội đồng xét xử xem xét buộc SHB trả lại toàn bộ số tiền của gói trái phiếu. Đồng thời, bà Lan cũng đề nghị Sunny World trả lại 1.000 tỷ đồng tiền cọc đã nhận từ dự án tại Quảng Ninh. Một diễn biến khác liên quan đến dự án khu tứ giác Bến Thành, nơi bà Lan có mối quan hệ tài chính với tập đoàn Biteco. Bà cho biết Biteco đã nhận 7.000 tỷ đồng từ bà để phát triển dự án này. Tại tòa, bà Lan đưa ra mong muốn Biteco hoàn trả số tiền 7.000 tỷ đồng cộng thêm 30%, tổng số tiền là 9.100 tỷ nếu dự án được bán đi. Riêng về dự án 6A, bà Lan khẳng định đây là tài sản đảm bảo trong quá trình tái cơ cấu với SCB và không phải để bảo đảm cho bất kỳ khoản vay nào. Do đó, bà đề nghị SCB trả lại dự án này cùng 65 tài sản khác để xử lý, khắc phục hậu quả chung của vụ án. Một diễn biến khác liên quan đến khu đô thị Sinh Việt, dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt thuộc sở hữu của Amaland làm chủ đầu tư. Bà Lan đã sử dụng 147 triệu đô la Mỹ để mua cổ phần của Amaland thông qua Vivaland. Tuy nhiên, do tranh chấp, các bên đã đưa vụ việc ra tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm trọng tài quốc tế. Hiện Amaland chưa nhận được kết quả giải quyết nhưng sẵn sàng nộp 153 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả và tiếp tục dự án. Ngoài ra, Vivaland và TTD Capital đã ký thỏa thuận khung để cùng phát triển dự án Sinh Việt. TTD Capital xác nhận đang được Vivaland ủy quyền điều hành dự án và cam kết nộp 147 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả vụ án.